Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kênh Lốc Thế Giới Song Song nha cả nhà. Thì lần trước mình đến mình hỏi cũng như là không được bao nhiêu thời gian này thì cứ thấy phong cái cô gái đó tự nhiên cô bỏ cô đi, mình cũng không hiểu tại sao nữa. Thì lần này mình đến đây mình mua đầy đủ cả nhà, mình mua quần áo cũng như là bánh trái cây này cho cô, hy vọng là cô sẽ chịu nghe mình nói. Thì cái nhà ơi, lần trước thì mình đến đây thì mình cúng thì ngay mình thèm quên cái bộ đồ, mình thấy cái vong linh đó, cô gái cũng hiện ra một chút xíu thì mình hỏi chưa được bao nhiêu hết chứ, và mình có hỏi cô là có chịu nghe mình nói không thì cô lắc đầu là không chịu, phổ biến đi mất tiêu. Thì lần này mình mạo muội mình đến thêm một lần nữa cả nhà. Thì lần này mình quyết định là mình đặt cái hướng khác, tại vì cái hướng này mình nghi cái cô này cũng sợ cái vong linh ở trong đây nè. Đây có một cái vong linh áo đen đang thụt lùi. Thì mình tìm một cái góc nào đó mình đặt. Tụi mình dừng máy xíu nha cả nhà, mình đặt cái bàn cúng này cái nữa đó nè. Đây mình có mua, hôm nay mình mua những bộ đồ nữa cả nhà. Bộ đồ cô gái trong đây còn có nhiều lắm, mà dép giày gì kiến bọn tùm lum hết. Thì đây có đầy đủ hết trơn nha. Đây là cái mua bánh này kia, hôm nay mình mua đầy đủ ra mình cúng cô này. Thì lần trước mình cúng thì mình nghĩ chắc cô không tin tưởng mình mấy, thôi là mình cúng nha cả nhà. Thì mình ngồi ở đây hy vọng là mình sẽ gặp được cô, thì hy vọng là mình sẽ khai thị được cho cô. Bây giờ mình lại đặng mình cúng nha. Quên rồi, bật cái cam ở ngoài mới được. Rồi. Thank you.
biết không?
động là cô xin cho tôi ạ. Thì tôi cũng đốt cô là trong đây có giấy tiền dạng bạc và một bộ đồ, khi dẫn cô nhận được cô sẽ không còn nói lại nữa. May quá, hôm nay cô sẽ để cho tôi thấy rồi. Tôi lần trước tôi đến đây tôi hỏi cô một bức tiện mà cô bỏ cô đi, tôi cũng rất là lo, không biết cô có làm cho cô là không có tin tôi hay không. Thì cái tôi đến đây chỉ có là cái lòng tốt thôi, muốn giúp cô. Thì tôi có đốt chiếc tiền vàng bạc cũng như là quần áo cho cô rồi, thì bánh được cô cũng cô nhận được hay không? Thì ở đây có một cái thắc mắc như thế này, tôi muốn hỏi cô trước tiên, không biết là cô có nghe tôi nói hay không, cô có đồng ý cho tôi hỏi một câu chuyện hay không? Nếu như đồng ý thì cô hãy gật đầu. Cảm ơn cô. Thì có một số tín ngưỡng ở trong Phật giáo như thế này, thì tôi muốn hỏi cô, khi mà tôi đốt giấy tiền vàng bạc thì cô có nhận được hay không? Ủa tại sao lại không? Rồi tôi nếu như tôi đốt quần áo thì cô có nhận được không? Cô nhận được hả? Bây giờ tôi gặp cô rồi thì tôi cũng muốn nói với cô một câu lời như thế này. Tôi không biết cái khi mà cô còn sống cô có một cái quan ức gì, hay là cô còn luyến tiếc cái việc gì. Thì tôi thấy cô ở đây đồng nghĩa là cô cũng như là một cái quan hồn mà không có nơi nương tựa, không được ai cúng kiến hay như thế nào thì tôi không biết. Thì trước tiên tôi thấy cô ở đây cũng đói lạnh, thì cô ở đây tất nhiên là cô đói lạnh rồi, nhưng mà không hiểu tại sao cô lại ở đây. Bây giờ tôi có một lời khuyên như thế này cho cô. Cô có đồng ý nghe tôi khuyên cô hay không? Ồ, cảm ơn cô nhiều quá. Thì tôi nói như thế này cô nghe, nếu như cô chịu thì tôi sẽ cho cô một cái bài chú bên người cô, và cô sẽ nương theo nó mà tìm một con đường Phật pháp để mà cô theo cô học một cái trường Phật pháp với cô. Thì lúc sinh thì cô có khi là cô còn luyến tiếc một cái gì đó trên cái cõi đời này, mà hiện tại bây giờ cô cũng biết rồi đó,
người âm và người dương thì nó là hai cái thế giới khác nhau. Mà khi cái cô mất rồi á, thì tất cả các đồ vật cũng như người thân thì cô không có còn gặp, và cô cũng không được sở hữu bất cứ một cái gì ở trên cái cõi đời này của người dương thế họ đang sở hữu. Mà tất cả các món đồ vật ở trên dương thế này nó chỉ là giả tạm thôi. Được rồi, lại mắt cô ơi, Phật có dạy thành tụ hoại rồi không? Thì ở đây tôi nói cho cô biết là tất cả dạng vật trên đời này nó đều là ba giai đoạn cũng như con người ta thôi. Nếu như cô nghe lời tôi, cô hãy buông bỏ tất cả những gì mà từ trước đến nay cô luôn luôn mang trong lòng mà không có thể nào siêu thoát được. Thì lần trước khi tôi hỏi thì cô nói là cô chưa đủ thọ để mà cô giải thoát. Thì nhân tiện đây, cô chưa đủ thọ thì cô có thể tu khi là một linh hồn. Hiện tại bây giờ cô chỉ được hai phép màu mà những linh hồn được sở hữu, đó là hiện và biến mất. Cô có thể cho người thấy cô khi cô tin tưởng, hoặc là cô biết được người đó giúp được cô thì cô mới cho thấy. Thì chỉ có một cái phép màu như vậy là cô sở hữu thôi. Nếu như cô nghe lời tôi, buông bỏ hết tất cả, xả hết tất cả và quên hết tất cả và tìm về một con đường đạo, thì tôi ở đây tôi cũng thay cái lời của những vị sư, những vị thầy chỉ dạy tôi để tôi nói lại cho cô nghe. Thầy có dạy khi sống ở trên đời này, tất cả những đồ vật trước mắt chúng ta nó thật sự là hiện hữu, nhưng nó không bao giờ trụ mãi, nó sẽ hoại đi theo thời gian, và cái sắc phàm cũng vậy thôi, nó cũng sẽ hoại theo thời gian. Khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành đạt và già đi rồi lại mất, thì những cái thứ đó sẽ không còn. Tôi khuyên cô hãy nghe lời tôi, theo con đường Phật pháp và tìm trường ngọc đạo. Nếu cô nghe lời tôi sẽ tặng cho cô 6 chữ ghi vào người của cô, và cô hãy nương theo 6 chữ đó mà tìm về trường ngọc đạo nha cô.
giờ cô có thể nương theo 6 cái chữ tôi ghi lên người cô, hãy nương theo đó và tìm một con thuyền học đạo. Thì ở nơi xa xa kia, bây giờ cô cũng có thể có một cái thần thông, là một cái phép màu là biến đi tại cõi trời. Chúng ta có thể đi lên được thì chúng ta hãy đi lên đó và tìm chỉ cái đường học đạo mà học đạo. Nhớ phải nương vào 6 chữ đó và tìm chỉ đường học đạo nha cô. Cô buông bỏ tất cả mọi thứ nặng chịu trên vai cô đi và cô đi nha cô. Bây giờ cô nương cái đó và cô đi được rồi. Hôm nay mình nói chuyện được cái dòng này có nghĩa là cô có đồng ý nghe mình và cô đã đi theo cái con đường đó rồi. Thì bây giờ mình đến đó, mình dọn đồ mình về nha cả nhà. Thì mình ra ngoài mình sẽ nói thêm một chút xíu nữa cho cả nhà hiểu thêm nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hồi nãy thì cả nhà cũng xem và cả nhà cũng thấy rồi đó. Thì mà có vẻ là cái vong linh đó chịu, thì mình hy vọng thì mình viết vào cho cô ấy là 6 chữ. Nhưng mà cái này thì mình sẽ không nói 6 chữ là gì cả nhà, nhưng là đó là một cái bài chú được ghi vô trong những cái vong linh đó. Họ sẽ nương theo 6 chữ đó và họ sẽ tìm lại một cái con đường cũng như là một cái trường học về pháp, về Phật đó cả nhà. Học về pháp để cũng như là họ có thể là họ tu, cái đó là gọi về trường, một cái trường tu học đó cả nhà. Thì trong cái video đó mình có một cái thắc mắc như thế này nè, mình hỏi là mình đốt giấy tiền cô có nhận được không, thì cô lắc đầu là cô nói là cô không nhận. Thì ở đây mình cũng suy nghĩ và mình nhớ lại những cái câu cũng như là trong cái đạo Phật có để đó là những cái vong linh đó họ không có xài được cả nhà, cũng như là tiền bạc họ đâu có mua gì được đâu. Nếu như họ mua họ ăn được thì họ đâu có đói. Thì mình nghĩ chắc chắn là như vậy, chắc là cô không nhận tiền được là cái lý do như vậy, có mua gì được đâu ạ. Thì mình nghĩ là như vậy. Thì sau cái video này á, thì mình cũng rất mong là cả nhà xem có đúng là như vậy không. Nếu như đúng là như vậy thì hạn chế mình đốt giấy tiền lại cả nhà. Mình nghĩ vong linh họ chắc cũng không nhận được đâu. Có thể mình đốt quần áo quả mai là cô, những cái cô gái vong linh á, mình nói là cô gái vừa rồi có thể là cô nhận được. Tiền bạc cô nhận chắc là không được. Thì đây thì mình mua rồi thì mình cũng đốt cho cô, mình hỏi để cho mình biết thôi. Cái đó là cái thắc mắc của mình. Và cũng đồng thời cũng rất là nhiều người cũng sẽ có cái thắc mắc giống như mình. Thì vong linh họ có thể nhận được tiền, giấy tiền vàng bạc của mình đốt hay không? Thì đó mình nghĩ là chắc chắn là tất cả ai cũng có thắc mắc như vậy. Thì sau cái cuộc trò chuyện như vậy thì mình hỏi là có một cái điểm nhắn như vậy đó. Thì mình nhớ chỗ đó. Thì mình mới nói lại cho cả nhà nghe. Thì bây giờ xong một cái video thì cả nhà cũng biết được là mình đã khai thị cho cô gái này. Thì cô gái này có vẻ là cô nghe, thì hy vọng là cô sẽ nương theo 6 chữ đó, cô tìm về một cái ngôi trường học đạo để cô học. Và sau này khi mà cô đủ cái số tuổi của cô thì cô sẽ đi một cái con đường là cô sẽ đi lên và không đi xuống cả nhà. Thì mình làm bao nhiêu những tội lỗi thì mình đồng nghĩa thì mình biết tu niệm thì cái tội mình sẽ giảm xuống. Thì mình rất là hy vọng là cô sẽ được như vậy. Thì bây giờ cuối video rồi, thì mình cũng không biết nói gì hơn, thì chỉ biết chúc cả nhà là mọi sự đều may mắn và tất cả công việc được thành công nha cả nhà. Thì bây giờ mình xin kết thúc video nha.